tin giáo hội Việt Nam, thánh lễ đã được cử hành trở lại nơi các nhà thờ trên toàn giáo hội Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, đứng trước bối cảnh cả nước cũng như thế giới đang phải ra sức chống lại dịch bệnh COVID-19, giáo hội công giáo cũng cộng tác với chính quyền để phòng chống dịch bệnh, nên các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ phải tạm ngưng và chỉ có thánh lễ online nơi các giáo phận. Đây là một mất mát và thiệt thòi lớn lao của mọi tín hữu trong đời sống đức tin nỗi buồn và sự hụt hẫn khi không được đến nhà thờ được hiện rõ trong tâm trạng của mọi tín hữu. Khi ngày ngày phải chờ đợi tiếng chuông nhà thờ vang lên để được tham dự thánh lễ, đó cũng là nỗi băn khoăn lớn cho các đấng bản quyền các giáo phận. Tuy nhiên, vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 2020 vừa qua, công văn chính thức từ Ban Tôn giáo Chính phủ đã cho phép các tổ chức tôn giáo được hoạt động bình thường trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đó là tin vui cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ lớn lao này. Alleluia.